ngày đẹp trời tại quận Ichinjo, thành phố Yokohama, Nhật Bản. Đội cứu hỏa nhận được tin báo có cháy tại một ngôi nhà hoang. Các lính cứu hỏa tiến vào trong và cho rằng các biểu hiện nhìn từ bên ngoài đã có thể nhận ra đây là một vụ cháy giả được tạo ra để trêu cảnh sát. Tuy nhiên lần này, những người lính cứu hỏa cảm thấy lạ lùng. Các thanh pháo sáng dùng để tạo khói được xếp thành một mũi tên chỉ thẳng vào khối vật thể được phủ bạt gần tường nhà. Rùi nhặn bua kính quanh vật thể và khi những người lính cứu hỏa kéo tấm bạt ra, đó là một cái xác chết đã bị phân hủy nặng đến nỗi khuôn mặt của nạn nhân bị biến dạng đen ngòm. Hai người lính cứu hỏa kinh hãi, rõ ràng đây không phải là một trò chơi khăm thông thường mà là một vụ án phức tạp. Kẻ đã gây ra hiện trường này rõ ràng có chủ đích để cái xác bị phát hiện. Từ đây, mọi chuyện đã dẫn dắt đến chàng luật sư Yagami vào cuộc chiến công lý mới, công lý sát nhân. Quay trở lại khu Kamurocho quen thuộc, đã 3 năm trôi qua kể từ vụ án nổi tiếng của thám tử Yagami. Giờ đây, anh và Kaito đã là chủ một agency chuyên cung cấp dịch vụ thám tử tư. Cả hai đang nhận một hợp đồng nho nhỏ điều tra một học sinh cấp 3 có vẻ ngoài đẹp trai, chuyên dụ dỗ tình cảm các cô gái nhẹ dạ. Họ hoàn thành cuộc điều tra dễ dàng và nhân tiện ghé thăm văn phòng luật sư Genda. Qua lời kể của ông Genda, chủ văn phòng luật sư, chúng ta đã biết Saori và Hoshiro đang ở tòa án. Họ nhận được một vụ bào chữa có liên quan đến một gã biến thái sàm sỡ một phụ nữ và bị bắt tại trận. Ói âm thay, thủ phạm là một cảnh sát đương nhiệm và vụ việc xảy ra giữa giờ cao điểm. Rất nhiều clip đã được đưa lên mạng tạo thành một vụ lớn. Rắc rối ở đây là thủ phạm khăng khăng không nhận tội mặc dù mọi chứng cứ đều đã rõ ràng. Họ đang tiến gần đến thời điểm tuyên án và gần như chắc chắn Saori sẽ thua vụ này vì gần như không thể cãi và họ cũng không thể thuyết phục thủ phạm là ông Akihiro Ehara nhận tội để đàm phán giảm hình phạt. Yagami cũng nhận được một cuộc điện thoại từ người quen cũ ở vụ án trước là Fumiya Sugiura. Anh ta cùng với gã chuyên gia máy tính Makoto Tsukumo đã lập một văn phòng thám tử riêng tại khu Ichinjo, thành phố Yokohama. Sugiura và Tsukumo lần lượt điện thoại mời Yagami và Kaito đến chỗ của mình và giúp họ trong một vụ cần nhiều người tham gia giải quyết. Tạm rời Kamurocho yên bình, sáng hôm sau họ khăn gói đi Yokohama. Thành phố Yokohama nằm giáp ranh phía nam của Tokyo nên đi cũng không xa lắm. Yagami cùng Kaito đủng đỉnh xuống tàu vào buổi trưa. Trên đường tới chỗ của Sugiura, họ bắt gặp một đám học sinh đang vây lấy ông chủ tiệm ăn. Bọn chúng giở trò chọc phá và bắt nạt ông chủ tiệm, rồi dùng điện thoại quay lại khiến ông chủ không dám phản kháng. Hai gã cục súc tất nhiên không thể bỏ qua chuyện bất bình. Sau khi dạy cho lũ học sinh kia một bài học phải hậm hực bỏ đi, thì nhờ ông chủ quán, họ biết rằng đó là học sinh của trường trung học Serio. Ông cũng cho biết, thành phố này cũng có các băng nhóm riêng mà lớn nhất là băng Liêu Mang ở khu phố Tàu. Bọn học sinh thì chả dám đụng đến bọn họ, mà tụi nó chỉ chọn những người dễ bị bắt nạt để quậy phá. Tìm đến được văn phòng thám tử Yokohama 99, cái tên khá lạ do hai gã chủ Sugiura và Tsukumo đặt. Yagami và Kaito được hẹn một buổi ăn tối chào mừng và cũng để bàn công việc. Sau khi thăm thú thành phố, hai gã dân Tokyo đến điểm hẹn ăn tối. Sugiura giới thiệu khách mời cũng là đối tác của họ, ông Yuzo Okuda, là chủ tịch của trường trung học tư thục Serio. Ông Okuda muốn thuê Yokohama 99 bí mật điều tra vấn nạn bắt nạt học đường trong trường của mình. 4 năm trước, đã có một vụ học sinh tự sát vì bị bắt nạt tại trường ông. Và giờ đây, ông không muốn những vụ việc tương tự như vậy ngấm ngầm diễn ra. Dù hiện tại, ở trường ông, mọi việc vẫn ổn, nhưng âm thầm tìm hiểu trước về vấn đề bạo lực học đường để tìm ra giải pháp vẫn tốt hơn. Cũng chính vì điều này mà ông yêu cầu cuộc điều tra phải làm trong bí mật, không được để lộ, nếu không sẽ gây ra dư luận không tốt ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Chính từ yêu cầu đó mà Tsukumo lên phương án gắn camera giám sát bí mật khắp trường. Họ sẽ chọn những nơi khuất tầm nhìn, những nơi mà kẻ bắt nạt hay dùng để ra tay với nạn nhân. Trong trang phục nhân viên bảo trì, 4 thám tử tiến hành gắn camera ở các nơi dễ trở thành địa điểm bắt nạt. Yagami bắt gặp nhóm học sinh ngủ ngáo hôm qua đi vào lớp 22 nên quyết định gắn chiếc camera cuối cùng trong phòng học này. Không may khi họ đang hì hục trèo lên trần để lắp thì cô giáo Yokosawa, chủ nhiệm lớp 22 bước vào. Cô ta hoài nghi thân thế hai người thợ này vì không có thông báo bảo trì sửa chữa gì đến giáo viên cả. Cho đến khi Yagami trả lời rằng ngài chủ tịch đích thân nhờ và nói đúng tên ông Okuda thì mới thoát khỏi nghi ngờ. Gã Kaito khi đứng trước vẻ xinh đẹp của cô giáo nên thuận miệng buông vài lời lả lơi nên ấn tượng của cô dành cho họ cũng
không tốt lắm. Tập trung tại tòa nhà thể thao, cả bọn cùng kiểm tra camera thì ngay lập tức phát hiện lớp 22 xảy ra bắt nạt. Một nữ học sinh đã bị bốn học sinh ngổ ngáo kia vây lại xô đẩy mắng chửi. Yagami lập tức chạy xuống lớp 22 để giải cứu nữ sinh, nhưng bọn bắt nạt đã rời đi, chỉ còn cô bé nằm gục mặt trên bàn một cách buồn bã. Tsukumo hẹn các bọn lên phòng chủ tịch để thông báo vụ việc. Tại đây họ gặp cô giáo Sawa một lần nữa. Sau khi xem xong đoạn ghi hình vụ bắt nạt, họ quay ra bàn cách giải quyết. Kaito cục xúc, đòi dạy dỗ đám trẻ ranh kia một cách nghiêm khắc, thì trái ngược lại, ông Okuda chủ trương khuyên nhủ mềm mỏng thôi. Cô giáo Sawa có lẽ vì đồng cảm và muốn bảo vệ các học sinh yếu thế nên quyết dùng biện pháp cứng rắn tới cùng. Hóa ra, mọi thứ đều có nguyên do của nó cả. Học sinh đã mất năm xưa do vấn nạn bạo lực học đường chính là học sinh thuộc lớp của cô Sawa. Chính vì vậy, khi đứng trước một nguy cơ có thể gây ra hậu quả đáng tiếc như trước đây, vị giáo viên trẻ đã tỏ thái độ cực kỳ kiên quyết. Jin Yagami đề xuất một cách để giải quyết vấn đề. Anh yêu cầu Tsukumo mua giúp vài chiếc loa không dây nhỏ gọn để chuẩn bị. Yagami bắt đầu đi gắn loa ở dưới các bàn học xung quanh bàn của Mami Koda, nữ sinh bị bắt nạt. Tuy nhiên, khi đi kiểm tra một chiếc camera bị lỗi theo thông báo của Tsukumo, thì Yagami bị một nữ sinh lém lỉnh mai phục. Cô gái phát hiện camera ẩn nên dán một mảnh giấy lên đó và chờ người gắn quay lại kiểm tra. Vì không biết Yagami là thám tử nên nữ sinh này đã cho rằng anh là một gã biến thái đặt camera quay các nữ sinh. Cô ta thông báo cho thầy thể dục và sau đó gọi bảo vệ truy đuổi khiến Yagami phải chạy một phen suýt chết. Cuối cùng với sự lươn lẹo của mình, Yagami cũng quay lại lớp 22, cài thành công những chiếc loa. Nhưng đến lúc chuẩn bị rời đi thì anh bị nhóm bắt nạt mà dẫn đầu là Masun, cậu trai dáng mảnh khảnh có khuôn mặt lầm lì, phát hiện. Bọn chúng gọi thêm bạn ở câu lạc bộ bóng bầu dục đến trợ chiến, khiến Yagami phải đành ra tay đánh gục hết đám học sinh này. Đào thoát an toàn, Yagami trở về văn phòng Yokohama 99 ngủ tạm chờ thực hiện kế hoạch chống bắt nạt của mình. Sáng hôm sau, cả bọn tập trung tại phòng chủ tịch và chờ giờ nghỉ. Đúng như dự đoán, cuộc bắt nạt lại tiếp tục diễn ra. Nhưng lần này, bốn vị thám tử dùng bốn loa bí mật phát ra lời thách thức cũng như vạch mặt những kẻ bắt nạt. Những lời này khiến bọn bắt nạt run sợ và cổ vũ cho những học sinh khác trong lớp bước ra bên vực cho Koda. Kế hoạch thành công mỹ mãn khi bọn bắt nạt hậm hực rời đi, còn Koda được các bạn bảo vệ và an ủi. Cô giáo Sawa công nhận sự thành công của kế hoạch này, nhưng cô cho rằng để triệt để ngăn nạn bắt nạt thì đó là việc của các nhà giáo chuyên môn. Khi mọi thứ chuẩn bị sắp xếp lại, thì Yagami nhận được điện thoại từ Saori. Cô nàng luật sư này cho biết vụ án sàm sỡ của Ehara đã tuyên án. Đúng như dự đoán, ông ta bị tuyên có tội và phải chịu mức án 6 tháng tù. Tuy nhiên sau khi tuyên án, ông ta lại nhếch mép cười, như đó là điều rất đúng ý mình. Ehara đã có một tuyên bố không mấy liên quan trước tòa rằng cảnh sát Yokohama vừa phát hiện một xác chết phân hủy ở quận Ichincho. Đó chính là Hiro Mikoshiba, giáo sinh thực tập của trường Serio, mất tích 2 tháng trước. Ehara nói rằng hắn chính là kẻ đã bắt nạt khiến con trai ông treo cổ tự tử 4 năm trước. Nhưng hắn vẫn nhẫn nhơ sống thanh thản suốt nhiều năm. Ông mắng thẳng rằng hệ thống pháp luật thiếu sót này đã để chuyện bất công như vậy xảy ra một cách bình thường. Cả phiên tòa nhốn nháo, riêng Saori cảm thấy một hiểm họa đang đến gần. Cô nói rằng Ehara biết được điều này trước khi cả cảnh sát Yokohama có kết quả pháp y nhận dạng Mikoshiba, nghĩa là ông ta rất có thể là đồng phạm hoặc thủ phạm. Nhưng một khi bị phán có tội trong vụ sàm sỡ xảy ra cùng thời gian với vụ án mạng kia, đồng nghĩa với việc pháp luật thừa nhận ông ta có chứng cứ ngoại phạm. Saori nhờ Yagami điều tra giúp thông tin vụ án Mikoshiba bị giết và mối liên quan đến ông Ehara. Cô cũng lưu ý rằng những thông tin này chưa được cảnh sát công bố nên anh không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ gặp rắc rối. Từ đây, Yagami chính thức nhúng tay vào một sự việc mà anh không thể ngờ nó cũng lớn không kém vụ án 3 năm trước của mình. Saori tổng hợp lại tình hình của Ehara. Ông ta sống một mình ở Tokyo, vợ ông ly thân 7 năm trước và mang con trai về Yokohama sinh sống. Con trai ông vào học trường Serio nhưng bị bắt nạt đến mức phải tự tử vào 4 năm trước. Đây cũng chính là cậu học trò của cô giáo Sawa mà ông Okuda đã nhắc đến. 2 tháng trước, ông Ehara bị bắt khi đang sàm sỡ một phụ nữ trên tàu điện đúng vào buổi sáng Mikoshiba mất tích. Vụ việc gần như không thể chối cãi vì có rất nhiều camera ở trên tàu, nhà ga và cả clip của người đi tàu ghi lại từ đầu đến cuối.
Trên tay ông cũng có vết sợi vải trùng với đồ lót của nạn nhân. Sau khi bị bắt, thì ông Ehara bị tạm giam suốt cho đến nay. Chính vì vậy, vì ông ta biết rõ mốc thời gian của vụ Mikoshiba từ ngày cái xác được phát hiện cho đến danh tính cái xác là chuyện rất kỳ lạ. Chỉ có người lên kế hoạch hoặc tham gia vào vụ giết người mới có thể biết rõ như vậy. Tuy nhiên, giờ đây án đã được tuyên, pháp luật chính thức công nhận sự có mặt của ông ta ở vụ sàm sỡ, vô tình cũng xác nhận bằng chứng ngoại phạm. Họ có 14 ngày để thay đổi điều này bằng một đơn kháng án, ngăn chặn lời tuyên án vụ sàm sỡ, thứ giúp cho Ehara thoát tội giết người. Nhưng để kháng án, họ cần bằng chứng để chứng minh vụ sàm sỡ là không có thật, hoặc chứng minh Ehara giết Mikoshiba và dựng lên vụ án thứ hai để thoát tội. Yagami nhận lời và tìm cô giáo Sawa, người có liên quan nhiều nhất với hai nhân vật của vụ án, theo như ông Okuda nhận định. Cô giáo vừa là giảng viên giảng dạy trực tiếp của Toshiro Ehara, đứa con trai đã tự tử của ông Ehara, và cũng vừa là người hướng dẫn của giáo sinh thực tập Mikoshiba. Ông Okuda cũng cho biết, ông Ehara đã từng kiện trường vì để xảy ra chuyện bắt nạt khiến con ông tự tử nhưng thua kiện vì không có bằng chứng cho thấy chuyện bắt nạt có xảy ra. Yagami tìm đến phòng giáo viên và nhận ra bàn làm việc của cô giáo Sawa có một khung ảnh kỷ niệm. Trong đó là một tấm ảnh lớn chụp một nhóm nữ sinh nhưng đồng phục không giống của trường Serio. Có lẽ là hình ảnh kỷ niệm của cô giáo khi học cấp 3 ở trường khác. Cô giáo Sawa khi nghe hỏi về Mikoshiba, sau đó lại bị đào bới quá khứ về Toshiro, liền tỏ ra khó chịu ra mặt. Cô nói rằng Mikoshiba là học sinh tốt và không có dấu hiệu là kẻ bắt nạt. Cô cũng đuổi khéo Yagami vì nói rằng việc của anh trong trường xem như đã xong. Anh nên rời đi trước khi cô gọi bảo vệ tiễn. Trước lúc rời đi, Yagami cũng biết được rằng Mikoshiba trước khi mất tích cũng đang làm hướng dẫn cho câu lạc bộ bóng rổ, nơi cả Koda và đám của Masun cùng sinh hoạt. Có đầu mối mới nên Yagami đến nhà thể thao tìm người hỏi chuyện. Tại đây anh gặp Koda, nhưng chưa kịp hỏi gì thì đã gặp đám Masun đến gây chuyện. Sau khi đấm cả bọn ra trò thì bất ngờ của Sawa đến, thấy anh với học sinh của mình có vẻ đang ẩu đả khiến cô càng ác cảm hơn. Yagami coi như hết cơ hội quay lại trường khi anh trở thành gương mặt bị cả học sinh lẫn giáo viên chú ý. Chủ tịch Okuda cũng hết cách, vì chỉ còn một đường để anh vào trường là làm cộng tác viên hướng dẫn cho một câu lạc bộ trong trường, nhưng hiện các câu lạc bộ đều là có người phụ trách. Đang thất vọng định rời trường thì anh gặp lại cô học sinh đã vạch mặt mình trong vụ lắp camera hôm nọ. Sau khi cô bé bắt bí đến cả kỹ năng luật sư cũng không cãi lại, Yagami nhận ra mình có một đường lui. Cô bé đang dán thông báo tìm thầy hướng dẫn cho câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí của mình vì người phụ trách sắp sinh con nên sẽ nghỉ việc. Yagami cũng phải chấp nhận đi một bước mạo hiểm là tiết lộ thân phận thám tử của mình để chứng minh rằng mình không phải kẻ biến thái như cô bé nghĩ. Thế là một cuộc hợp tác đôi bên cũng có lợi được thiết lập. Cô bé học sinh duy trì được câu lạc bộ khỏi bị giải thể, còn Yagami thì có cớ quay lại trường một cách tự do dưới danh nghĩa giáo viên hướng dẫn chuyên môn. Còn cô giáo Sawa thì vẫn phải gặp cái mặt khó ưa của gã thích hỏi đủ thứ hàng ngày mà không làm được gì. Nhờ vỏ bọc hợp lệ, Yagami tiếp tục thu thập được nhiều thông tin điều tra. Nhóm học sinh bóng rổ kể rằng Mikoshiba được nhóm Masun yêu thích nhưng lại đặc biệt quan tâm Koda vì cô bé là người kém nhất và hay nhận được những lời trêu đùa khá ác ý từ anh ta mỗi khi tập luyện bị thất bại. Koda nhận ra giọng của Yagami chính là giọng nói đầu tiên giải cứu mình và kích động cả lớp bảo vệ cho mình. Cô bé rất cảm động và biết ơn anh. Nhờ đó cô đủ dũng cảm để nộp đơn xin rời khỏi câu lạc bộ bóng rổ, thoát khỏi sự kìm kẹp bắt nạt. Đám của Masun thì vẫn muốn dạy anh một bài học, nên dùng thông tin của Mikoshiba dụ anh vào bẫy. Chúng nhờ cả đàn anh lớp trên có chơi với giang hồ vào cuộc giúp sức. Nhưng Yagami tiếp tục đánh cả đám một trận ra trò. Không còn cách nào thắng, nhóm Masun đành chịu thua và cung cấp thông tin chúng biết về Mikoshiba. Thật bất ngờ là thông tin này trái với cô giáo Sawa. Nhóm Masun nói rằng cô Sawa khá ác cảm với Mikoshiba nên rất lạnh nhạt với anh ta. Cô giáo có vẻ tin rằng chính Mikoshiba là kẻ bắt nạt khiến Toshiro tự sát, nên dù anh ta có nỗ lực thế nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn không đếm xỉa. Đúng lúc này thì cô giáo Sawa có cuộc họp với chủ tịch Okuda và cảnh sát. Anh chỉ kịp gặp Sawa khi cô vào phòng họp cùng các thanh tra cảnh sát của Yokohama mà không kịp hỏi về những gì mới khám phá. Anh đành phải đứng chờ cuộc họp hoàn tất. Sau khi biết cảnh sát vừa thông báo về việc Mikoshiba không còn mất tích nữa mà đã phát hiện được cái xác, Yagami liền kể phần còn lại về ông Ehara trong vụ này. Anh cũng yêu cầu cô giáo Sawa nói thật về Mikoshiba, nhưng cô giáo cho rằng nơi này không tiện
cô hẹn anh ra một quán cà phê vào buổi tối hôm đó. Đến giờ hẹn, Yagami đến cửa quán thì bị một nhóm mang mặt nạ trắng chặn đường vây đánh. Trong khi Yagami bận đối phó với bên ngoài, thì một người phụ nữ bí ẩn tiếp cận cô giáo Sawa. Đám mặt nạ trắng dù bị đánh bại vẫn tiếp tục lao lên. Lúc này, trong quán có một người đàn ông bước ra đòi tham gia đánh nhau. Đám giang hồ thấy khó thắng nên rút đi. Lúc này, Yagami mới bước vào quán tìm cô Sawa. Cô giáo bỗng dưng không muốn nói chuyện về Mikoshiba nữa. Khi bị gặng hỏi thì cô đưa ra tấm ảnh mà người phụ nữ bí ẩn kia vừa đưa cho cô. Đó là tấm hình chụp Mikoshiba, mặt mày thâm tím, bị trói trên ghế. Chỉ có những kẻ giết anh ta mới có thể chụp tấm hình này mà thôi. Và đó là đòn cảnh cáo cho ai muốn nhúng tay vào điều tra. Cô giáo Sawa hoảng sợ rời đi. Yagami rời quán và gặp lại người lạ mặt lúc nãy. Anh ta tự giới thiệu, mình là Jin Kiwana, người làm nghề chạy việc vặt trong thành phố. Từ mảnh mặt nạ rơi lại, Kiwana nói rằng đó là băng liêu mang, băng giang hồ đánh thuê khét tiếng. Chúng chuyên nhận làm các nhiệm vụ đâm thuê chém mướn và không cần biết kẻ thuê là ai, chỉ cần chồng đủ tiền là làm. Kiwana biết khá rõ về thế giới ngầm ở khu Ichincho này. Danh hiệu người chạy việc vặt cũng ám chỉ anh là một người chuyên móc nối liên hệ các phe nhóm trong thế giới ngầm. Kiwana trách Yagami, không biết kính nể chủ nhà khi vừa vào đã điều tra, rồi khuấy đảo địa bàn của anh ta mà không thèm chào hỏi ai hết. Yagami không thích vẻ kẻ cả của Kiwana nên nhất quyết không cúi đầu. Cả hai liền có một màn so tài chớp nhoáng ngay cửa quán cà phê. Đang đánh hăng thì Kaito và Sugiura xuất hiện, cả hai ngăn hai ông tướng lại. Sugiura xác nhận Kiwana là một đàn anh thâm niên ở đây. Khi mở văn phòng, anh ta cũng đem lễ vật đến ra mắt Kiwana để bày tỏ sự kính nể. Kaito muốn mời tất cả mọi người một cuộc nhậu giảng hòa, nhưng Yagami không muốn tham gia mà trở về Yokohama 99. Trong thâm tâm, Yagami là một luật sư nên không thích những kẻ làm trong thế giới ngầm liên quan đến đâm thuê chém mướn như Kiwana. Sáng hôm sau, Yagami quay lại trường thăm dò tình hình. Koda và nhóm Masun tỏ ra khá đau buồn về tin của Mikoshiba. Với manh mối là tấm ảnh chụp được, Yagami tìm đến hiện trường nơi phát hiện xác của Mikoshiba để xác nhận xem ảnh này là giả hay thật. Đột nhập xong, đang quan sát thực địa thì Yagami bất ngờ bị phát hiện bởi hai thanh tra cảnh sát khi họ quay trở lại thăm hiện trường. Anh giải thích rõ việc mình là thám tử. Thanh tra Kisuke Watanabe thì nhận ra đã gặp anh lúc đến trường họp với chủ tịch Okuda. Việc anh từ Tokyo đến cũng khiến thanh tra nhớ ra mối liên quan đến văn phòng luật sư Genda. Watanabe đã liên hệ vụ án với vụ của Ehara, vì vậy xem như họ đang có cùng mục tiêu. Thanh tra Watanabe rất tức giận vì sở cảnh sát Tokyo không cho anh ta thẩm vấn Ehara. Ngược lại còn yêu cầu anh ta chia sẻ hồ sơ vụ án Mikoshiba. Có vẻ như Tokyo muốn giành hết công lao của vụ này. Yagami liền chia sẻ thông tin điều tra của mình, kể cả tấm ảnh chụp. Watanabe và cộng sự rất bất ngờ vì tấm ảnh này là bằng chứng mới. Ngược lại họ chia sẻ cho Yagami kết quả pháp y. Theo đó, Mikoshiba được cho là đã chết khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày bị bắt cóc. Nguyên nhân chết là bị cắt cổ bằng một con dao. Từ đây có thể suy đoán sát thủ là một nhóm, vì để bắt cóc một người cần phải có hơn 2 người để thực hiện. Ehara thì chắc chắn có liên quan, nhưng lại được sắp xếp một chứng cứ ngoại phạm cực chắc bằng vụ án sàm sỡ ở Tokyo cùng ngày lúc 7 giờ 43 phút. Trong vòng 13 phút không thể giết người rồi chạy từ Yokohama đến Tokyo được, vì hạ sát Mikoshiba chắc chắn là phải do một đồng phạm làm thay. Đúng lúc này, Yagami nhìn qua cửa sổ và phát hiện phía dưới đường có một nhóm người đang dùng ống nhòm dõi theo họ. Anh lập tức nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống và đuổi theo trước sự hoảng hốt của hai thanh tra. Yagami tóm được một kẻ tình nghi sau cuộc rượt đuổi trên phố và mang hắn trở về gặp thanh tra Watanabe. Người này trình giấy tờ tên Akaike, khai rằng anh cùng nhóm bạn học cũ từ trường trung học tư thục Kurokawa, Tokyo đến Yokohama để họp lớp. Họ nghe tin về vụ án mạng nên tò mò đến xem hiện trường, thấy bị đuổi theo nên bỏ chạy vì sợ. Hai người bạn của Akaike cũng vừa quay lại đón anh ta. Sự việc chẳng có gì đáng ngờ nên thanh tra Watanabe cho họ đi. Anh ta cũng từ giã Yagami để rời khỏi. Có vẻ cuộc gặp này đã giúp Yagami để lại thiện cảm khá tốt với tên thanh tra trọng án này. Nó là một lợi thế rất lớn về sau. Sáng hôm sau, Yagami đến nhà ga nơi diễn ra vụ sàm sỡ để gặp Hoshino. Cả hai cùng dựng lại hiện trường vụ án.
Theo đó, ông Ehara đến ga vào lúc 7 giờ 43 phút sáng, rồi lảng vảng ở đây hơn 1 tiếng đồng hồ để chọn con mồi. Nạn nhân là cô Yui Mamiya, 30 tuổi, có gia đình và một con trai. Ông ta theo nạn nhân lên tàu, rồi bắt đầu giở trò. Nạn nhân không dám lên tiếng, cho tới khi tàu dừng ở ga kế tiếp, cô chộp lấy tay ông ta, rồi tri hô. Ông ta hoảng sợ bỏ chạy vào ga và bị bắt. Hai người vẽ lại sơ đồ hành trình cùng các góc camera an ninh tại ga và nhận thấy có một điểm mù ngắn ở đầu đoạn truy đuổi. Nhưng nó cũng không nói lên được điều gì, vì nếu có làm gì bất thường thì vẫn nằm trong tầm mắt của nạn nhân đang đuổi theo phía sau. Saori gọi điện báo cô đang sắp xếp một cuộc gặp với Ehara trong trại giam và đề nghị Yagami cùng đi. Anh chàng thám tử nói rằng anh sẽ đi, nhưng giờ phải quay lại Ichinjo để làm rõ thêm mối quan hệ giữa Ehara với vụ giết người. Trở lại trường Serio, cô giáo Sawa vẫn không chịu nói thêm gì. Yagami phải liên tục gây sức ép tinh thần khiến cô giáo cuối cùng phải nhượng bộ. Cô dẫn Yagami lên sân thượng và thú nhận sự thật được che giấu. Thật ra, cô là người tận mắt thấy Toshiro bị Mikoshiba bắt nạt. Cậu ta đã kể lại những gì mình phải trải qua, nhưng cô Sawa không thể giúp được gì. Khi cô báo sự việc cho giáo viên chủ nhiệm của Toshiro thì bị phớt lờ, các giáo viên khác cũng thờ ơ không muốn can thiệp. Sau khi Toshiro chết, một ủy ban điều tra độc lập được thành lập để khảo sát toàn trường việc này. Nhưng những phiếu khảo sát học sinh được cố tình chọn lọc và loại hết những phiếu nhắc đến bắt nạt. Không ai muốn vụ này bị khui ra và ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Vụ ông Ehara kiện trường. Thật ra cô muốn đứng ra làm chứng, nhưng luật sư của trường khuyên rằng cô nên im lặng vì cô không có bằng chứng nào khác ngoại trừ lời khai của cô. Nếu nói ra, không chỉ vô ích mà còn gây bất lợi cho trường lẫn sự nghiệp của cô. Cô giáo luôn day dứt vì đời mình luôn dính tới bắt nạt. Cô kể rằng ngay còn khi học trung học, một học sinh cùng lớp với cô tên Mitsuru vì bị bạn bắt nạt nên đã nhảy từ sân thượng xuống đất. Cậu ta không chết nhưng rơi vào hôn mê sâu và sống thực vật suốt 13 năm cho đến tận ngày nay. Cô giáo cảm thấy bất lực vì cô là người hiếm hoi cô độc muốn chống lại vấn nạn bắt nạt, trong khi nhiều người khác chỉ cố giấu nhẹm chúng đi để bảo vệ sự nghiệp của mình. Buổi tối, sau khi biết được ý định muốn ra làm chứng của cô giáo Sawa về chi tiết Mikoshiba, cố giáo sinh tại trường đã bắt nạt một nam sinh đến mức tự sát vì uất ức. Và đó có thể là động cơ để cha cậu bé gây ra vụ thảm án với vị giáo sinh kia. Để làm sáng tỏ mọi việc, Yagami trở về Yokohama 99 và gặp Kiwana, tay chạy việc giang hồ ở Ichinjo. Anh ta tiếp tục lải nhải về việc Yagami điều tra nhưng không cho mình tham gia. Tsukumo thông báo về việc thông tin vụ án được ai đó đưa lên mạng và tạo ra một cơn chấn động Internet. Nhiều thông tin rất đáng ngờ được lộ ra ngay cả khi nó còn chưa được công bố, nên rất có thể là từ nhóm giết người cố tình bom lên. Đúng lúc này thì văn phòng Yokohama chính thức bị ném đá. Thủ phạm là đám lưu mang. Yagami nhảy từ cửa sổ xuống truy đuổi, trong khi Kaito và Kiwana đi thang máy xuống đuổi theo sau. Cuộc rượt đuổi diễn ra qua nhiều tuyến phố và cuối cùng Yagami tóm được một tên. Tuy nhiên, hắn lại cười nhẹ rồi đưa tay ra hiệu. Đám mặt nạ trắng đã phục từ trước, ào ra rất đông. Hóa ra, chúng cố tình dụ Yagami chạy vào khu phố tàu, địa bàn của bọn chúng. Tên bị truy đuổi lúc này tự tháo mặt nạ ra để lộ ra gương mặt có vết chém hình chữ thập. Hắn tự giới thiệu tên là Tetsuo, chỉ huy liêu mang của Ichinjo và dự định sẽ đánh đám thám tử Yagami một trận ra trò. Tuy là du đảng, nhưng Tetsuo chơi khá quân tử. Hắn ra lệnh đàn em không được can thiệp và để mình đấu tay đôi với Yagami. Khi Tetsuo bị đánh bại, Kaito và Kiwana cũng vừa đến. Lúc này, cả ba phải vừa đánh vừa chạy khỏi khu phố tàu. Tetsuo xuất hiện trước khi họ chạy mất. Anh ta tỏ ý khen ngợi sự dũng mãnh của Yagami, nhưng nói rằng nếu lại có lệnh tập kích nữa, anh ta cũng sẽ không từ chối. Khi trở về Yokohama 99, họ nhận ra mình đã bị lừa. Đám lưu mang chỉ là mồi nhử dụ những người mạnh nhất đuổi theo. Một nhóm khác đã tấn công vào phòng, đập ngất Sugiura và đánh bị thương Tsukumo. Camera ghi lại một nhóm người mang mặt nạ khác đã hành sự, có thể chính là nhóm giết người. Cả bọn bắt đầu nghi ngờ về vụ án. Tại sao giết một người lại phải cần một nhóm đông đến như vậy? Họ liên quan đến nhau như thế nào? Kiwana bắt đầu lo sợ tính nguy hiểm đang ngày càng cao nên bỏ đi. Sáng hôm sau, Sugiura xuất viện trở về. Cả hai gã Yokohama 99 bắt đầu rên rỉ vì chủ quan bị thương. Tsukumo vốn là một gã mọt máy tính nên việc gãy ngón tay ảnh hưởng rất lớn. Còn Sugiura là đạo tặc chuyên dùng tốc độ để tránh né nên ít bị ăn đòn nặng như thế. Thấy hai gã bạn có vẻ không sao,
Yagami cùng Kaito lên đường trở về Kamurocho. Vì đến nơi, Kaito lập tức có cảm giác khác thường. Bọn du đảng có vẻ đã tụ tập rất đông, một điều rất hiếm thấy kể từ thời Yakuza còn hoành hành. Bọn chúng đang tìm một người, nhưng với dáng vẻ rất ngổ ngáo. Điều này khiến cả hai tên thám tử thích đánh nhau cảm thấy ngứa mắt. Sau khi dần cho đám giang hồ con một trận tơi bời, một nhân vật có vẻ lợi hại xuất hiện. Kaito nhận ra hắn là Daimu Akutsu, một thành viên cũ của gia tộc Tōjō và là một Yakuza chính hiệu. Hắn hiện là một thủ lĩnh của băng RK, một băng giang hồ mới nổi. Cùng với Akutsu còn có một tên Yakuza khác, đó là Kazuki Soma, đang là thủ lĩnh tối cao của RK. Akutsu tỏ ra già đời hơn đám đàn em khi biết rõ tên tuổi của Yagami và không quên để lại lời đe dọa rằng nhúng mũi vào chuyện của Yakuza sẽ bị xử theo kiểu của Yakuza, đó là giết thẳng tay mà không cần cảnh báo trước. Khi Akutsu đi khỏi, Kaito nói rằng hai gã Yakuza chỉ huy RK mặc dù chưa được kết nạp chính thức vào gia tộc nhưng là những người rất có triển vọng. Thật không may cho chúng là gia tộc đã sụp đổ trước khi chúng kịp tỏa sáng. Yagami cùng Saori đến trại tạm giam gặp Ehara. Đúng như dự đoán, ông ta chơi trò ngây thơ, từ chối trả lời mọi câu hỏi về vụ án giết người. Phải đến khi Yagami đào sâu vào sự tức giận, ông ta mới nói rằng Mikoshiba ép con ông đến chỗ chết nhưng vẫn sống nhẫn nhơ mà còn sắp trở thành giáo viên. Trong khi đó, cả hệ thống pháp luật bắt tay cùng nhau giấu nhẹm cái chết của con ông. Pháp luật đã mục ruỗng tới mức không thể trả lại công lý cho con ông. Yagami trở về văn phòng thám tử của mình. Kaito nói rằng Tsukumo vừa gửi một đoạn video đang gây bão trên mạng. Đó là đoạn clip quay lại cảnh giết Mikoshiba và kẻ thú ác sau khi lột mũ bảo hiểm ra, chính là ông Ehara. Điều này cho thấy nhóm giết người đã tung ra một con bài mới. Yagami và Kaito đến văn phòng luật sư Genda, định nhờ Saori lên lịch gặp Ehara một lần nữa thì gặp người quen cũ là Mafuyu Fuji. Cô ta làm việc tại văn phòng công tố Tokyo. Cô cho cả nhóm biết rằng đoạn video vừa rồi khiến mọi thứ náo loạn lên. Bên công tố rất bối rối vì vụ án họ vừa tuyên sắp trở thành chứng cứ ngoại phạm cho vụ giết người. Và họ cũng hành động giống như những người điều tra các vụ bắt nạt khác. Tức là sẽ quyết định đoạn clip trên là giả, rồi coi như vụ án giết người không liên quan đến Ehara. Đó là cách an toàn nhất để nhiều người giữ được ghế và ngành giữ được thể diện. Người đề ra ý tưởng này chính là công tố viên Sadao Takano, một nhân tài trẻ tuổi đang nổi và cũng là công tố chính trong vụ sàm sỡ của ông Ehara. Cảnh sát cũng bị cuốn theo điều này vì họ dính dáng trực tiếp đến bằng chứng của vụ án, vì vậy họ cũng sẽ làm ngơ để bảo vệ thanh danh. Điều này càng cho thấy Ehara đã biết rất rõ lỗ hổng của ngành luật. Ông ta đã tạo ra một vở kịch mà trong đó ông ta thoát án giết người một cách công khai như cái cách mà kẻ hại chết con ông thoát tội. Bước ra phố, Yagami và Kaito nhận ra mình bị đám RK săn đuổi vì đã chuốc oán với chúng lần trước. Kaito quyết định đến tổng bộ RK gặp Akutsu để thương lượng. Kaito đã vào quá lâu mà không trở ra, Yagami liền đột nhập vào trong thì thấy Akutsu đang cố dụ Kaito về băng nhưng bị từ chối. Thế là Yagami lại nhảy vào và đánh nhau to. Khi tàn cuộc thì Soma bất ngờ xuất hiện. Phong thái lạnh lùng đen tối của hắn khiến cho người ta cảm thấy e ngại. Soma đồng ý để hai gã thám tử yên vì họ cũng chưa cản trở gì băng RK. Yagami vui miệng hỏi về vụ tìm người thì Soma nói rằng gã kia có vẻ đã bị ai đó giết chết từ lâu rồi. Về phía nạn nhân trong vụ sàm sỡ cũng không có tiến triển gì thêm. Trở về với văn phòng Genda, cả nhóm tổng hợp lại và nhận định vụ này quá hoàn thiện, không có chỗ hở nào. Yagami liền đưa ra một khả năng cuối cùng, đó là nạn nhân cũng chính là một đồng phạm. Điều này giải thích được các chi tiết của kịch bản đối người ở điểm mù camera ngay trong cuộc rượt đuổi và nạn nhân sẽ không tiết lộ điều này. Nó tạo ra thời gian trống đủ để cho ông Ehara giết người rồi chạy đến hiện trường vụ rượt đuổi và đổi người. Đào sâu thêm, họ phát hiện Mamiya cũng từng học ở trường Kurokawa. Tấm ảnh đồng phục ở trường cho thấy cô giáo Sawa cũng học ở đây. Và cả nhóm người theo dõi hiện trường bị bắt cũng vậy. Họ cùng một độ tuổi, cùng trường và rất có thể là cùng một lớp. Điều này cũng cho ra khả năng họ đều quen biết Mitsuru. Mặt khác, Mitsuru Kusumoto là con trai của Thứ trưởng Bộ Y tế hiện tại, là bà Reiko Kusumoto. Đây cũng là người nổi lên thay thế từ sau vụ bê bối 3 năm trước và đang được công chúng ủng hộ. Chàng thám tử trở lại trường tìm cô giáo Sawa và nói hết những tình tiết mới, hy vọng sẽ có thêm thông tin hữu ích. Cô giáo Sawa bất ngờ khi biết nạn nhân của Ehara là một người bạn cùng lớp cũ, nhưng cô cũng nói rằng Mamiya chơi với một nhóm mà cô không mấy thiện cảm. Sau vụ của Mitsuru, cô cũng không tha thiết gì gặp lại, kể cả hợp lớp cô cũng không đi. Khi biết Yagami nghi ngờ mình có liên quan đến nhóm đã giết Mikoshiba,
Kosawa đổi thái độ, bỏ đi họp hội đồng giáo viên. Saori gọi điện và gửi tấm ảnh của Shinya Kawai, kẻ được cho là đã bắt nạt Mitsuru đến nhảy lầu năm xưa. Yagami nhận ra đó cũng chính là kẻ bị đám RK lùng tìm mấy hôm nay. Saori thăm dò được từ đám RK một số thông tin về Kawai và định gọi cho Yagami để thông báo thì điện thoại anh ta không liên lạc được. Trở lại với Yagami, anh chờ đến tận tối mới xong cuộc họp giáo viên, nhưng đồng nghiệp nói rằng Kosawa về nhà từ giữa cuộc họp vì người ta thông báo căn hộ chung cư của cô bị đột nhập. Cảm thấy lo lắng, Yagami tìm đến chủ tịch Okuda rồi hỏi địa chỉ rồi lập tức chạy đến nhà cô giáo Sawa. Ngay trước cửa căn hộ, anh đã gặp Kiwana đang đi đến và sau đó cả hai bị băng RK bao vây. Có vẻ chúng nhắm vào Kiwana, nhưng vì tại sao một kẻ trong thế giới ngầm lại đến nhà cô Sawa khiến Yagami khó hiểu. Kiwana bỏ chạy trong khi Yagami cố đuổi theo để chặn bớt đám RK giải vây cho ông bạn. Khi đến sân sau thì Kiwana đã chạy thoát, còn Akechi xuất hiện với đoạn video Soma đang khống chế cô giáo Sawa. Yagami hoảng hốt và lộ sơ hở khiến anh bị đánh gục. Đám RK lôi anh vào nhà kho. Soma xuất hiện nói rằng Kosawa đang an toàn và quay ra hỏi thông tin về Kiwana. Khi hé lộ tên thật của Kiwana là Kitakata, nhưng thấy Yagami không có phản ứng gì, Soma nhận ra hắn biết còn nhiều hơn cả luật sư. Soma kết luận rằng Yagami hoàn toàn không có thứ hắn cần. Hắn liền bỏ đi. Akutsu cho đàn em đánh Yagami tơi tả rồi định giết anh ta bằng cưa máy. May thay, Kaito và Sugiura có mặt kịp thời giải vây. Hai gã tiếp viện kể rằng Saori gọi cho Yagami nhưng không được nên nhờ Tsukumo dò định vị chiếc điện thoại để tìm vị trí rồi cử người đến cứu. Lúc này họ nhớ tới cô giáo Sawa liền trở lên tìm. Tuy nhiên gọi cửa mà không ai trả lời và cửa phòng không khóa. Bước vào trong, họ bàng hoàng nhận ra cô Sawa đã bị giết chết bởi một vết đâm sau gáy. Yagami cực kỳ đau khổ khi nhận ra rằng cuộc điều tra của mình lại đẩy một người vô tội tới chỗ chết. Sau khi báo cảnh sát và giữ hiện trường chờ người tới, thì bộ ba phát hiện cuốn kỷ yếu của trường Kurosawa trên tủ của cô giáo. Yagami đưa nó cho Sugiura và bảo hắn nhanh chóng giấu mang về trước, có thể nó chứa manh mối quan trọng. Thanh tra Watanabe đến hiện trường, Yagami liền kể về băng RK và Soma, kẻ cuối cùng tiếp xúc với cô giáo Sawa trên tay cầm một cây chọc nước đá khớp với hung khí giết người. Sáng hôm sau, cả trường Serio đau buồn nhận tin cô giáo Sawa bị giết. Đám học sinh bị sốc nghiêm trọng, nhưng đau thương lại làm con người thay đổi. Akane, thành viên nữ trong nhóm, tỏ ra tức giận quay đi. Masu nói rằng cô ta rất thích Mikoshiba nên không chấp nhận việc mất anh ta, đâm ra phản ứng rất tiêu cực. Masu cúi đầu xin lỗi Koda vì đã bắt nạt cô bé trong thời gian dài. Koda tỏ ra không chấp nhận và bỏ đi. Chủ tịch Okida mời Yagami vào và nói rằng Kosawa là người tốt, không đáng phải chết như vậy. Ông nhờ chàng thám tử hãy tìm ra kẻ thủ ác để tìm lại công lý cho cô giáo. Yagami nói rằng anh không chắc có thể tìm ra thủ phạm. Có thể một lúc nào đó anh sẽ đi vào ngõ cụt, nhưng sẽ quyết không dừng bước trước bất cứ trở ngại nào. Đầu mối bây giờ là Kiwana. Yagami tìm đến nơi ở bí mật của anh ta, nhưng nhận ra nó đã bị lục tung. Tuy nhiên anh phát hiện có một bao thuốc bỏ lại và bên trong là một chiếc bật lửa khác thường. Nó là một cái USB được ngụy trang thành bật lửa. Trò chuyện với hàng xóm của Kiwana, Yagami biết rằng anh ta có một ông cậu là chủ quán bar ở trong thành phố. Yagami và Kaito tìm đến quán bar ấy, nhưng bị Soma phục kích. Kaito bị đâm một nhát dao chí mạng, còn Yagami bị Soma dồn đến chân tường. Rõ ràng Soma là một tay sát thủ thật sự với tài chơi dao thuần thục và cơ thể mạnh khảnh, kèm theo lợi thế về tốc độ. Trước khi Soma kịp ra tay thì chủ quán bar gọi điện nói rằng ông ta cần gặp Yagami. Nếu Soma manh động, cảnh sát sẽ ập đến ngay lập tức. Và sau khi Soma bỏ đi, Yagami gọi xe cấp cứu đưa Kaito vào viện, còn mình đến gặp người đàn ông bí ẩn kia. Ông ta không cung cấp thêm bất cứ thông tin gì, chỉ yêu cầu Yagami giao chiếc USB tìm được tại nhà Kiwana. Yagami từ chối đưa tang vật, nhưng ông cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ nói rằng tất cả lý do Kiwana trở thành như ngày nay đều nằm trong chiếc USB đó. Tetsuo chặn đường Yagami ngay trước Yokohama 99 để đánh nhau một trận. Anh ta sau đó chính thức thừa nhận Yagami là một người anh em, rồi nói rằng băng lưu mang không bao giờ đụng đến anh em của mình. Yagami trở về nhờ Tsukumo mở USB ra. Bên trong là một đoạn video cũ quay cảnh Kawai đang bắt nạt Mitsuru.
Cùng làm với hắn là một nhóm học sinh, trong đó có cả Mamiya. Ngày quay trùng với ngày Mitsuru nhảy lầu. Vì vậy, đây là chứng cứ trực tiếp thể hiện nguyên nhân ép Mitsuru tự tử. Đối với hình chụp của lớp trong quyển kỷ yếu từ nhà Kosawa, họ nhận ra những gương mặt quen thuộc. Từ chi tiết giáo viên chủ nhiệm bị đuổi khỏi ngành và thay bằng người mới, họ tìm ra một manh mối bất ngờ. Yukita Kata chính là giáo viên chủ nhiệm, và đó cũng chính là Kuwana lúc còn trẻ. Điều này dẫn đến một suy đoán mới, đó là Kuwana dùng đoạn video này để ép nhóm học sinh cũ làm việc cho mình, và họ đã bắt cóc Kawai theo lệnh của Kuwana. Băng RK rất có thể đã khám phá ra điều này nên phát động truy đuổi Kuwana đến tận đây. Yagami lập tức cùng Sugiura trở về Tokyo gặp Mamiya. Sau khi đưa bằng chứng về đoạn video, cô ta nhanh chóng sụp đổ, nhưng đám người mang mặt nạ từng hành hung Sugiura lại xông vào nhà và tấn công. Sau khi dọn dẹp hết đám nghiệp dư này, Yagami mang Mamiya đến một nơi an toàn là tiệm game của Toru Higashi, đàn em của Kaito, để giữ tạm. Tại đây, Mamiya xác nhận Kuwana đã tiếp cận họ 5 năm trước dùng đoạn video để uy hiếp bắt họ giúp sức trong kế hoạch của anh ta. Nhưng Mamiya nói rằng họ có một thỏa thuận ngầm rằng việc của họ sẽ không liên quan đến trực tiếp giết người. Họ chỉ bắt cóc Kawai rồi giao cho Kuwana, còn sau đó họ không biết. Về cô giáo Sawa, Kuwana tiếp cận cô ta 6 tháng trước và có lẽ ông ta dùng vị thế cùng là giáo viên có học sinh bắt nạt đến tự tử để lấy lòng tin. Có thể Kuwana dụ dỗ Kosawa nói ra sự thật về tội lỗi của Mikoshiba, từ đó xác định hắn chính là kẻ bắt nạt gây ra cái chết của Toshiro. Đúng lúc này, Kuwana liên lạc và ra điều kiện sẽ gặp Yagami nếu anh thả Mamiya ra. Yagami quay trở về văn phòng để gặp Kuwana. Ông ta kể lại sai lầm ngày xưa của mình khi nghĩ rằng chuyện bắt nạt nhau chỉ là khủng hoảng tuổi dậy thì của học sinh. Tuy nhiên, khi cô học sinh Sawa đến báo rằng nó đã vượt quá giới hạn thì ông thầy mới giật mình tỉnh ngộ. Kuwana âm thầm đặt máy quay với ý đồ sử dụng nó để cảnh cáo nhóm học sinh ngỗ ngược vào hôm sau, nhưng không ngờ chiều hôm đó Mitsuru đã nhảy lầu. Kuwana đã sống trong uất hận. Khi sự việc xảy ra, tất cả học sinh đổ hết tội lỗi lên đầu Kawai, khiến hắn bỏ học và chạy trốn thị phi. Riêng Kuwana phải chịu trách nhiệm chính và bị đuổi khỏi ngành. Từ đó ông tìm được mục tiêu của đời mình là đi trừng phạt những kẻ bắt nạt bằng cái chết. Kuwana bỏ chạy khỏi văn phòng, Yagami đuổi theo, và khi đến một hầm giữ xe, đám học sinh cũ lại phục kích để Kuwana chạy thoát. Yagami tóm được Mamiya trong nhóm này và dẫn cô quay về chỗ Hiroshi. Tại đây, Mamiya hé lộ thêm nhiều chi tiết về cách họ ngụy tạo vụ án sàm sỡ, kể cả cách dựng dấu vết để chắc chắn Ehara bị bắt và bị phán tội. Saori và Yagami quay lại gặp ông Ehara với mục đích tìm sự đồng ý của ông ta trong việc kháng án. Ehara vẫn nhất quyết giữ quan điểm, nhưng sau khi bị khiêu khích, ông ta cho phép Saori kháng án, nhưng nói rằng ông sẽ chẳng ngu gì thừa nhận giết Mikoshiba tại tòa. Saori chính thức mời Yagami tham gia vụ án với tư cách luật sư. Anh sẽ đứng ra bào chữa tại phiên tòa kháng án sắp tới của Ehara. Khi Yagami trở về Yokohama 99, thì TV đưa tin truy nã thủ phạm giết Kosawa. Nhưng thật kỳ lạ, đó lại là Kuwana thay vì Soma. Yagami tìm gặp thanh tra Watanabe thì biết được rằng dường như có bàn tay từ cấp cao nhúng vào. Tất cả bằng chứng về băng RK đã biến mất, chỉ còn lại những thứ trỏ vào Kuwana mà thôi. Watanabe tức giận nhưng bất lực. Anh ta cho rằng Cục An ninh Công cộng đã nhúng tay vào. Đây là một nhánh khác của ngành cảnh sát chuyên về an ninh và tình báo. Nói cách khác là mật vụ. Bằng cách nào đó, họ bao che cho RK và dùng đám này như công cụ hành sự, và người có thể ra lệnh phải là quan chức cao cấp. Yagami liền nghi ngờ mẹ của Mitsuru, người giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Đúng lúc này, có thông tin Kuwana xuất hiện ở khu phố Hàn Quốc. Yagami đột nhập vào thì nhận ra cảnh sát mở cửa cho đám RK vào tìm người, cứ như thể họ cùng một phe. Bang Yeomi-jun, người Hàn, gặp Yagami báo rằng đây chỉ là mồi nhử, còn Kuwana đang ở chỗ Tesso. Yagami liền tìm đến khu phố Tàu. Kuwana bác bỏ nghi vấn về bà thiếu trưởng vì bà ta biết rất rõ mối quan hệ giữa anh ta với đám học sinh. Nếu bà ta chỉ huy mật vụ thì mục tiêu đầu tiên sẽ là đám học sinh cũ tham gia bắt cóc Kawai. Yagami liền đưa ra một thử nghiệm. Họ giả một cuộc gọi đến bà thứ trưởng và dùng hai chiếc điện thoại vô danh áp vào nhau tại một vị trí hoang vắng. Băng RK kéo đến ngay sau đó, cho thấy mật vụ nghe lén cả điện thoại của mẹ Mitsuru và thực sự là kẻ đứng sau đám RK. Yagami liền tiếp cận bà thứ trưởng Kusumoto, mật vụ đứng đằng sau việc này, và nó liên quan rất sâu đến chính trị.
nhiều phe phái muốn kiểm soát bà, từ đó lợi dụng các chính sách của Bộ Y tế nhằm trục lợi. Để làm được, chúng phải nắm được điểm yếu để uy hiếp bà. Và đó là việc bà có liên can đến vụ giết Kawai trả thù. Yagami thuyết phục bà nên đầu thú để trả lại công lý cho cô giáo Sawa bị chết oan. Bà thứ trưởng tỏ vẻ bối rối, bà ta cũng là một người có lương tâm. Yagami rời đi để bà có thời gian suy nghĩ. Trở về với Kiwana, anh ta ra sức bảo vệ bà thứ trưởng và thừa nhận rằng mình đã giết đến 7 tên bắt nạt. Điều này khiến Kiwana trở thành một tên giết người hàng loạt có tính toán kỹ càng. Ông ta cho rằng pháp luật hiện tại không thể mang lại công lý cho những người bị bắt nạt, nên ông ta sẽ thực thi công lý theo cách của mình. Công lý sát nhân. Nó sẽ khiến cho những kẻ bắt nạt khiếp sợ mà dừng tay. Tòa án quyết định tổ chức họp về việc kháng án cho Ehara. Một người đàn ông lạ mặt bước vào dự thính, tự giới thiệu mình là Bando, người của cảnh sát. Nhóm của Saori đã thuyết phục thành công thẩm phán để mở lại phiên tòa kháng án với điều kiện đoạn video giết người không được tính là bằng chứng. Bando thừa nhận mình là người của mật vụ và cười nhạt khi Yagami lật tẩy các mánh dùng giang hồ làm tay chân của lão. Lão cũng cảnh báo Yagami rằng nếu anh tiếp tục sẽ có nhiều người chết hơn nữa. Yagami quay sang truy tìm đám Soma. Saori nhận nhiệm vụ giả làm một cô hầu rượu thâm nhập vào hệ thống quán bar của Aki với mục đích đạt doanh thu cao nhất và nhận được đặc quyền gặp riêng Akutsu. Yagami dẫn theo Higashi và Kaito lần theo Saori đến sào huyệt của Aki. Sau khi đánh bại Akutsu, hắn cho biết Soma là một kẻ không tầm thường. Tên này thậm chí biết trước cả việc gia tộc Tocho tan rã mà nhảy tàu trước tất cả mọi người. Từ đây, Yagami đưa ra giả thuyết mới. Soma phải là một mật vụ cài vào mới có thể nắm những nguồn tin quan trọng đến như vậy được. Akutsu hốt hoảng nói, nếu đó là thật thì Soma cũng đã nghe lén được và tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị giết để thủ tiêu. Vừa nói xong, một toán cảnh sát xông vào và xả súng lên cả nhóm. Akutsu bị bắn chết, còn mọi người chạy thoát kịp. Bà Kishimoto lúc này đã quyết định sẽ đầu thú. Bà nói với Bando rằng, khi bà đi tù, ông ta chỉ cần tìm người dễ bảo hơn để thay vào là đạt được mục đích. Bando nói bà là một người tài nên bà sẽ có giá trị hơn là thay thế. Nhưng nếu bà đã quyết định thì ông ta cũng đành chịu. Đúng lúc này, Mitsuru cử động trở lại trên giường bệnh và nó làm thay đổi tất cả. Không còn hy vọng tìm được Soma ở Kamurocho, Yagami cùng Kaito đến Ichincho. Tại đây, họ nghe tin RK đang đánh thẳng vào khu của Liêu Mang, nhưng Kiwana kịp thời chạy thoát. Kiwana sau đó gọi cho Yagami hẹn gặp ở một nơi bí mật, nhưng anh phải thay đổi trang phục để tránh theo dõi. Akaike đón và chở Yagami đến một con tàu bỏ hoang. Kiwana đưa cho Yagami một mặt dây chuyền và nhờ giữ giùm Ehara. Bên trong là hình của Toshiro. Anh ta nói rằng mình sẽ thay tên đổi dạng để cố trốn khỏi sự truy lùng của mật vụ. Yagami nói rằng Kiwana vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình về niềm tin cho công lý sát nhân, vì vậy sẽ không cản được việc Kiwana bỏ chạy. Đúng lúc này, Soma giết chết Akaike đang đứng cảnh giới dưới sàn tàu. Kiwana cho rằng cả hai người họ đều không bị lộ, người còn lại chỉ có thể là Akaike, mà tiếp cận được anh ta chỉ có thể là bà Kishimoto. Như vậy có thể thấy bà Kishimoto đã trở mặt. Kiwana phá vây bỏ chạy rồi nhảy xuống sông đồng thời kích nổ bom cài trên tàu. Soma thấy bom nổ sợ sẽ gây chú ý với cảnh sát nên nhanh chóng kéo đàn em rút đi. Yagami mang mặt dây chuyền trở về nhờ Tsukumo kiểm tra xem nó có gì quan trọng mà Kiwana phải mạo hiểm lộ diện để đưa cho mình. Anh đến bệnh viện chỗ Mitsuru nằm để tìm bà Kishimoto. Bà đã thừa nhận mình muốn đầu thú nhưng Kishimoto bất ngờ tỉnh lại. Bà sẽ phải lo cho cậu ta hướng tới tương lai nên không thể ở tù vào lúc này. Chính vì vậy bà buộc phải bắt tay với Bando. Tsukumo phát hiện trong mặt dây chuyền là một thẻ nhớ, nó ghi lại toàn bộ cảnh giết Mikoshiba. Nhưng cái quan trọng ở chỗ thẻ nhớ này là loại ghi một lần và không thể chỉnh sửa. Nó được xem như video gốc nguyên mẫu có thể sử dụng làm bằng chứng trước tòa và chứng minh đoạn clip video là thật chứ không qua chỉnh sửa. Masun tìm đến báo rằng Akane đã vô tình chơi với đám RK và để lộ thông tin về những học sinh mà Yagami thân thiết nhất. Cả hai đã bị bọn chúng bắt cóc, giữ ở nơi tìm thấy xác Mikoshiba. Yagami đến nơi, chạm mặt Soma, hắn đưa ra một đề nghị rằng nếu muốn yên thân thì không được nhắc tên bà thứ trưởng tại tòa, rồi bỏ đi.
Yagami trở về Kamurocho tham dự phiên tòa kháng án của Ehara cùng Saori. Anh đưa ra các dấu hiệu cho thấy vụ sàm sỡ này là dàn dựng và thuyết phục tòa hủy án. Bất chấp sự phản kháng của công tố viên Takano, Yagami tung ra bằng chứng cuối cùng là trí thể nhớ, đồng thời khơi lại cơn giận vì bất công của ông Ehara. Cảm thấy mình thua nên ông Ehara thừa nhận đã giết Mikoshiba theo kế hoạch và chỉ ra nơi giấu bằng chứng cuối cùng là con dao gây án. Ông cũng không ngừng mắng chửi sự bất công của hệ thống pháp luật đã khiến ông làm ra kế hoạch này chỉ để cười vào mặt nó. Phiên tòa kết thúc với phán quyết vô hiệu bản án sàm sỡ, thay vào đó là điều tra tội giết người với Ehara. Công tố viên Takano tỏ ra hối lỗi và thừa nhận mình đã quá lo việc giữ ghế mà quên mất thiên chức của mình là bảo vệ công lý. Bà Katsumoto cũng đến dự phiên tòa và nói rằng Kiwana muốn nói chuyện. Anh ta gợi ý rằng mình đang ở nơi giấu xác Kawai. Anh cũng đã chán chạy trốn nên dùng điện thoại thật mà mật vụ có thể dễ dàng tìm ra vị trí để liên lạc. Bà Katsumoto thuyết phục Yagami hãy dừng lại trước khi có thêm người chết, nhưng anh ta nói rằng sẽ không dừng bước để đi tìm sự thật. Tsukumo qua dò thám các kênh chat đã tìm ra được vị trí đám RK đang bao vây. Yagami cùng nhóm của mình lên xe, đi về phía nhà kho ở cảng do Tsukumo chỉ điểm. Mật vụ cố ngăn họ bằng lực lượng cảnh sát, nhưng những người bạn của họ, từ thanh tra Watanabe đến đám học sinh Masun, rồi cả Teso, lao ra chặn đường giải vây. Nhóm 4 người, Yagami, Kaito, Sugiura và Hirashi đối đầu với gần như toàn bộ băng RK hàng trăm tên xuống đến tầng sâu nhất của nhà kho. Soma cũng bị dụ vào đây và bị Yagami hạ gục. Kiwana xuất hiện và nói rằng mọi thứ đã xong. Anh vẫn muốn bảo vệ bà Kusumoto ngay cả khi bà ta đâm sau lưng mình vì anh hiểu và rai rứt với tội lỗi của mình với Mitsuru. Anh cài bom vào ngăn chứa xác của Kawai. Bất cứ ai cố lôi nó ra sẽ bị nổ và hủy luôn chứng cứ cuối cùng. Yagami tiếp tục tranh cãi về định nghĩa công lý rồi cả hai lao vào ẩu đả. Bà Kusumoto xuất hiện nói rằng mình sẽ tự thú, bà không thể vứt bỏ lương tâm của mình và để người vô tội phải chết oan thêm nữa. Kiwana quỳ xuống xin lỗi bà, sau đó để lại xác Kawai trước khi bỏ đi. Như ánh sáng kỳ diệu le lói sau màn đêm tối tăm, cậu bạn bị sống thực vật hơn 13 năm qua, Mitsuru, gọi điện an ủi cho người mẹ Kusumoto rằng cậu luôn lo lắng cho mẹ và không trách những việc bà đã làm. Takano cùng Mafuyu đến gặp Bando thông báo rằng ông ta bị khởi tố, điều tra vì sử dụng băng RK để thực hiện các phi vụ đen tối dẫn đến chết người. Bando cho rằng mình nắm quyền lực tối thượng nên không thể bị bắt, nhưng hai công tố viên nói rằng họ chơi trò chính trị theo đúng cách của ông ta. Họ đã tìm kiếm sự ủng hộ từ các đối thủ chính trị của ông ta, từ đó được phê chuẩn đưa ông ta ra tòa. Bando hiểu rằng mình đã thua nên cúi mặt im lặng. Koda lúc này gia nhập cùng nhóm Masun chuyên tìm và giải cứu các học sinh bị bắt nạt. Họ được ông chủ quán ăn, người ngày trước bị nhóm của Masun chọc phá, giúp sức. Kiwana biến mất và tiếp tục cuộc chiến riêng của mình. Anh ta vẫn tin vào công lý sát nhân và trở thành đối thủ trái ngược với Yagami. Ở những nơi pháp luật không thể thực thi công lý, anh ta sẽ thực thi công lý sát nhân của mình. Yagami muốn đánh bại anh ta, chỉ có thể gắng sức hoàn thiện hệ thống luật pháp để công lý sát nhân của Kiwana không còn đất dụng võ. Nếu không, nó sẽ tồn tại mãi mãi như hai mặt của một đồng xu. Kết thúc của Lost Judgment là một cái kết đầy tính hiện thực nhân sinh. Rõ ràng, nó bị chi phối rất nhiều bởi ý chí của tất cả các bên dính líu đến vụ án. Kẻ nắm chính nghĩa trong tay cũng có thể vì lợi ích to lớn mà dùng quyền lực của mình làm ra nhiều chuyện sai trái không tưởng. Băng đảng giang hồ nhưng đôi khi lại chơi đẹp và trợ giúp đắc lực cho hành trình đi tìm công lý. Nạn nhân của bạo lực học đường phải chịu nhiều nỗi đau về thể xác, tính mạng, tinh thần, và chúng kéo theo sự tổn thương đến cả những người xung quanh nạn nhân. Và rồi trong một giây phút nào ấy, khi cơn rây rứt khổ đau biến thành tà tâm nung nấu chuyện trả thù, dù cho có lấy cớ nhân danh công lý vá lỗ hổng pháp luật to lớn đi chăng nữa, thì hành động tự tay tước đi mạng sống của người khác của tay cựu giáo viên lạc lối Kiwana cũng không thể chấp nhận được.
Đã bao giờ bạn chứng kiến một vụ bạo lực học đường trong suốt thời đi học chưa? Và nếu chứng kiến thì bạn sẽ là ai? Người bị bắt nạt, kẻ bắt nạt hay những người bàng quan theo dõi? Dù không muốn phải thừa nhận nhưng đa phần chúng ta sẽ đóng vai những người bàng quan theo dõi suốt cả quá trình. Và Black Sheep đã được lấy cảm hứng từ điều đó. Black Sheep hay cừu đen là từ dùng để chỉ hiệu ứng cừu đen. Nếu chịu khó tìm kiếm trên Google, anh em sẽ dễ dàng tìm thấy 1.150.000 kết quả giải thích cho cụm từ này. Tuy nhiên, giải thích dựa theo ý tưởng sáng tạo của từ game thì trong Black Sheep ta sẽ có 3 khái niệm là cừu đen, cừu trắng và sói. Để giải thích một cách dễ hiểu nhất thì trong một tập thể xuất hiện một người có xu hướng cá biệt thì người đó sẽ được xem là cừu đen. Còn những người còn lại là cừu trắng và sói. Sự khác biệt giữa sói và cừu trắng là sói sẽ là người trực tiếp làm thịt cừu đen, còn cừu trắng chỉ đứng quan sát, họ không quan tâm đến kẻ lập dị, thậm chí hờ hững khi nhìn thấy cừu đen gặp nguy mà không cứu. Thuật ngữ này sẽ dễ hiểu hơn nữa nếu đặt nó vào bối cảnh học đường, khi cừu đen là người bị bắt nạt, sói là những kẻ bắt nạt và cừu trắng chính là đám đông đứng nhìn. Tuy chỉ mới ra mắt bản demo, nhưng ý tưởng độc đáo và tính chân thực của cốt truyện đã giúp Black Sheep thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng game thủ. Vậy rốt cuộc, trò chơi này có gì mà thú vị đến thế? Nếu tò mò thì anh em hãy cùng mò tìm hiểu nha. Bắt đầu nào. Black Sheep Demo, quá khứ và thực tại đang xen. Câu chuyện trong Black Sheep xảy ra vào năm 1998 tại trường trung học Lệnh Ấp. Trong trò chơi, ta sẽ hóa thân vào nhân vật Lý Hướng Phạm, một cô bé ngoan ngoãn với cặp kính to như đít chài, nhìn không khác gì Nobita, có điều đẹp trai hơn. Sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc, Lý Hướng Phạm quay lại trường học. Thế nhưng có vẻ cậu ta đã đến trễ, vậy nên ông bác bảo vệ yêu cầu cậu ta phải có giấy phép thì mới cho vào. Lý Hướng Phạm ngoan ngoãn đưa giấy phép cho bác bảo vệ. Thế nhưng khi cậu tính vào, một nữ sinh có vẻ côn đồ đến gần bắt chuyện với cậu ở cổng trường. Cô ta hỏi Lý Hướng Phạm là bạn của con bé kia à? Lý Hướng Phạm bị hỏi bất ngờ thì chẳng hiểu cô ta đang đề cập đến ai. Cô gái kia thấy vậy thì cười khẩy, bảo con nhỏ đó có một đứa bạn như Lý Hướng Phạm thì đúng là xui tận mạng. Trong trường Lệnh Ấp có 3 lớp 11, Lý Hướng Phạm học 11A1, còn lớp 11A3 là chuyên dành cho các học sinh cá biệt trong trường. Cậu không thích lại gần cái lớp đó, bởi vì lỡ đầu mấy đứa đầu gấu thấy cậu chướng mắt là lôi ra giận một trận như tử ngay. Thế nhưng nghỉ Tết xong quay lại trường, Lý Hướng Phạm cảm thấy hôm nay mọi người cư xử lạ lắm. Tất cả dường như đang bàn tán về một chuyện nào đó. Lý Hướng Phạm đi nghe ngóng xung quanh thì biết họ đang nói về một nữ sinh tên Hạ Mộng, mà dường như nhân vật chính của chúng ta là bạn rất thân của nữ sinh. Qua lời kể của các học sinh trong trường và thậm chí là cả các giáo viên thì Hạ Mộng là một nữ sinh cá biệt. Cô nói dối, yêu sớm, hay ăn cắp vặt, còn vay tiền bên ngoài. Vì điều đó mà gần như cả trường đều xem cô là con cừu đen cá biệt trong cả đàn cừu trắng. Ngôi trường Lệnh Ấp này được xem là một ngôi trường danh giá, hoặc ít nhất là với các thầy cô là như vậy. Họ đặt ra rất nhiều nội quy, chẳng hạn như nam nữ không được đi chung với nhau, không được yêu sớm, không được trộm cắp. Tuy nhiên ta vẫn có thể thấy trong trường tồn tại rất nhiều thành phần bất hảo. Bằng chứng là Lý Hướng Phạm thấy rất nhiều nữ sinh đứng vây trước cửa nhà vệ sinh và có tiếng khóc bên trong. Tuy nhiên, nhóm nữ sinh canh cổng là chẳng hề quan tâm. Ngược lại, họ giống như đang canh chừng để tránh người ngoài vào xem bên trong xảy ra chuyện gì. Ngoài ra, qua lời kể của các học sinh, Lý Hướng Phạm còn biết vào đêm giao thừa, trong trường đã xảy ra một sự việc thương tâm. Một học sinh nữ lên sân thượng đốt pháo vào đêm giao thừa, rồi tự làm mình bị thương, mà nữ sinh đó có khả năng chính là Hạ Mộng. Vì sắp đến giờ học nên Lý Hướng Phạm không nghe mọi người trò chuyện nữa mà tranh thủ quay về lớp. Trong lớp, đám bạn học đang bàn tán về sự việc kỳ lạ xảy ra trong trường. Một bạn nữ kể rằng đêm giao thừa có người phát hiện ánh sáng đỏ kỳ lạ xuất hiện ở lầu 3 của trường học. Hình như có ma hay sao ấy. Sau đó, có một bạn khác chen vào, nói mẹ cậu ta là y tá nên biết chuyện hôm đó. Chỉ là có đứa nghịch ngu đốt pháo hoa nên bị tai nạn nghiêm trọng mà thôi. Có điều với tình hình vết thương như hôm đó mà bữa nay nó đi học được thì có thể là quỷ biến hình để đến trường chứ chẳng chơi. Có thể thấy quan hệ của Lý Hướng Phạm và các bạn trong lớp học không tệ, ngược lại cậu ta có vẻ cũng khá hòa đồng. Khi Lý Hướng Phạm nói với lớp trưởng cậu ta nghi ngờ có học sinh lớp mình bị bắt nạt trong nhà vệ sinh, lớp trưởng đã bảo Lý Hướng Phạm đừng lo chuyện bao đồng, chắc gì đã là học sinh lớp mình.
không phải chuyện của mình thì tốt nhất đừng nên xen vào để tránh rước họa vào thân. Bạn của Lý Hướng Phạm là Trần Phi thấy lớp trưởng đi rồi thì lập tức kéo tay Lý Hướng Phạm bảo cho mượn bài tập về nhà chép, bởi vì cậu ta chưa làm một chữ nào cả. Lý Hướng Phạm bảo mình sẽ đưa bài tập cho Trần Phi sau, bây giờ phải đi kiểm tra tủ đồ của Hạ Mộng đã. Cậu phát hiện hôm nay khi nhắc đến Hạ Mộng, tất cả mọi người đều có thái độ rất kỳ quặc, mà hình như đến cả cậu cũng đã quên một thứ gì đó rất quan trọng liên quan đến Hạ Mộng. Lý Hướng Phạm mở tủ đồ của Hạ Mộng thì chỉ nhìn thấy sách giáo khoa, bình nước và những tờ ghi chú mà cô để lại. Bất chợt, cậu tìm thấy được một mảnh giấy ghi chú với nội dung: đêm giao thừa, tụi mình cùng lên sân thượng ngắm pháo hoa nha. Rõ ràng nét chữ trên tờ giấy ghi chú rất giống nét chữ của cậu. Thế nhưng Lý Hướng Phạm nghĩ mãi cũng không nhớ rốt cuộc mình đã viết bức thư này cho Hạ Mộng lúc nào, bởi vì đêm giao thừa cậu hoàn toàn không có lên sân thượng, cũng chẳng có chút ký ức nào về đêm đó cả. Lý Hướng Phạm không nói chuyện này với Trần Phi, mà chỉ bảo là cậu không tìm ra được liên quan đến Hạ Mộng. Trần Phi nghe vậy thì cười khẩy, nói đã bảo mà. Cả hai trò chuyện thêm một lúc thì chuông reo. Lúc này có một bóng người rơi xuống bên ngoài cửa sổ, trông rất giống nhảy lầu tự tử. Chẳng hiểu vì lý do gì, Lý Hướng Phạm cảm thấy người vừa nhảy xuống đất rất có thể chính là Hạ Mộng, nên tức tốc chạy ra ngoài kiểm tra. Bên ngoài hành lang vẫn còn rất nhiều học sinh. Khi thấy Lý Hướng Phạm, hai nữ sinh đã gọi cậu lại và hỏi tại sao đêm giao thừa cậu hẹn Hạ Mộng trên sân thượng mà không đến. Lý Hướng Phạm cảm thấy đầu đau như búa bổ, một vài hình ảnh xẹt qua đầu cậu. Cậu thấy mình đang đi lên cầu thang và có rất nhiều học sinh đang vây quanh cánh cửa dẫn lên sân thượng, dường như đang bàn tán điều gì đó. Khi Lý Hướng Phạm bình tĩnh lại thì nhóm nữ sinh đó đã chẳng thấy đâu. Cậu tiếp tục đi thì bị hai nữ sinh đầu gấu cản lại. Một người nói tất cả là do cậu làm, người còn lại thì bảo chỉ cần cậu chịu làm thì họ nhất định sẽ không bạc đãi cậu. Sau đó cậu lại gặp lớp trưởng. Khi được hỏi về Hạ Mộng, lớp trưởng bảo trong lớp làm gì có ai tên như vậy. Mọi thứ lặp lại hệt như vừa rồi. Lý Hướng Phạm thấy rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ. Nhóm học sinh đang đứng ở sân thượng nhìn xuống, xe cảnh sát, một vũng máu trên sân trường. Đến lúc định thần lại thì cả hành lang chỉ còn lại một mình cậu, còn mọi người thì chẳng thấy đâu. Lúc này, Hạ Mộng đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Hướng Phạm. Cô bé đội một cái mũ lưỡi trai, cột tóc đuôi gà, còn gương mặt thì thâm tím nhiều chỗ, giống như vừa bị đánh. Khi Lý Hướng Phạm định đến gần thì Hạ Mộng lại lùi về sau. Cô bé hỏi cậu có nhớ mình đã nói gì vào đêm giao thừa hay không. Ánh mắt cô bé vô cùng nghiêm túc, trông không giống người đang nói giỡn. Điều đó làm Lý Hướng Phạm hoài nghi rằng chẳng lẽ cậu thực sự đã hẹn Hạ Mộng lên sân thượng vào giữa đêm giao thừa. Lý Hướng Phạm cố gắng giải thích với Hạ Mộng rằng cậu không hẹn cô đến. Tờ giấy này thậm chí còn chẳng phải do cậu viết. Thế nhưng Hạ Mộng không nghe. Cô bé nói đêm đó Lý Hướng Phạm đã nói với cô rằng, đến đoạn này, lời nói của Hạ Mộng bị nhiễu tiếng và ta không thể biết được cô bé đang nói về điều gì. Tuy nhiên, nếu quay lại và tua thật chậm, ta sẽ thấy các chữ được ghép thành câu. Chúng ta vĩnh viễn không thoát khỏi nơi hoang vu này vì tin rằng bên trong ẩn chứa sự cô độc. Câu nói này thật sự khá tối nghĩa, và trước mắt thì cả chúng ta lẫn nhân vật chính đều đang không ý thức được Hạ Mộng đang ám chỉ điều gì. Sau khi nói xong, Hạ Mộng cũng đột nhiên biến mất ở cầu thang dẫn lên sân thượng. Lý Hướng Phạm định đuổi theo thì nhận ra xung quanh càng lúc càng tối, mọi thứ cũng thay đổi một cách chóng mặt. Mọi thứ trong trường học trở nên hoang tàn, đổ nát, hệt như địa ngục. Tuy nhiên các học sinh vẫn cứ sinh hoạt bình thường như không có gì xảy ra. Lẽ nào chỉ có Lý Hướng Phạm mới thấy ngôi trường này chẳng khác gì chốn âm ti? Tiếp theo chính là hành trình tìm hiểu sự thật của nhân vật chính. Trong quá trình này bạn sẽ tìm thấy một cây đèn pin cho phép bạn nhìn thấy được những gì xảy ra trong bóng tối. Trên đường đi, Lý Hướng Phạm sẽ nghe được rất nhiều lời bàn tán của các học sinh trong lớp về việc quỷ lớp bị mất. Ban đầu mọi người đều nghi ngờ là do một nữ sinh có thành tích bất hảo làm. Thế nhưng sau khi lục soát, quỷ lớp đã được tìm thấy trong học tủ của Hạ Mộng. Thế là từ đó mọi người bắt đầu dùng những từ ngữ rất tồi tệ để nói về cô bé. Lúc này, một vài thứ trong trò chơi sẽ bắt đầu thay đổi. Ban đầu ta biết được Hạ Mộng là một học sinh mới chuyển trường đến, bằng chứng là dòng chữ "Chào mừng bạn học Hạ Mộng"
trên tấm bảng đen. Tuy nhiên sau khi quỷ lớp được tìm thấy trong học tủ của Hạ Mộng, thì dòng chữ đó sẽ đổi thành chào mừng quan cấp Hạ Mộng. Từ lúc này, các hành vi bắt nạt trong học đường bắt đầu xảy ra với cô bé tội nghiệp. Lý Hướng Phạm hỏi chuyện này xảy ra từ lúc nào, nhưng Hạ Mộng chỉ nói cô không ăn cắp, là có người hại cô. Thế nhưng bạn bè trong lớp chỉ tin vào những gì họ thấy mà không tin vào sự bào chữa của Hạ Mộng. Mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn khi cậu bạn Trần Phi đối xử tử tế với cô bé và bị giáo viên hiểu lầm là cả hai đang yêu sớm rồi phạt nặng. Lúc này cô bé đã chính thức trở thành con cừu đen trong lớp học của mình. Trên đường đi, ta sẽ thấy sự bắt nạt được khắc họa qua rất nhiều hình ảnh. Mà trong suốt quá trình này, ta cũng được luân phiên thay đổi giữa hai nhân vật là Hạ Mộng và Lý Hướng Phạm. Khi làm Lý Hướng Phạm, ta sẽ ở vai diễn bàng quan theo dõi, khung cảnh cũng không quá rùng rợn. Thế nhưng khi là Hạ Mộng, anh em sẽ thấy rõ được sự bất lực và tuyệt vọng của nạn nhân bị bạo lực học đường. Cuối phần demo, Lý Hướng Phạm sẽ tiến vào bóng tối và những dòng chữ hiện lên trên nền đen. Ngày 12 tháng 9 năm 1997, một nữ sinh đã bị đổ oan. Khi đó nếu mọi người có thể hiểu cho cô ấy, chịu nghe lời giải thích thì 3 tháng sau, cô đã không phải gieo mình xuống từ sân thượng của trường học, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi muốn cứu cô ấy, đưa cô ấy rời khỏi nơi đáng sợ này. Và cuối cùng sau khi After Credit kết thúc, ta sẽ thấy một dòng chữ đếm ngược với nội dung còn 107 ngày trước khi Hạ Mộng tự sát. Và phần demo cũng kết thúc tại đây. Dự đoán cốt truyện, tìm cách cứu vớt Hạ Mộng. Vì Black Sheep đi sâu vào vấn đề bạo lực học đường nên rất nhiều hình ảnh bạo lực học đường được khắc họa rất rõ trong trò chơi. Đây là một vấn đề nhạy cảm nên mà không muốn đề cập đến quá sâu trong phần demo mà chỉ nói thoáng qua. Chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm không mấy dễ chịu với rất nhiều bạn, nhất là trong thời điểm tương đối nhạy cảm như hiện tại. Tuy nhiên thông qua những hình ảnh trong phần demo, ta có thể hiểu được đại khái cốt truyện trong trò chơi sẽ xoay quanh cô bé Hạ Mộng vừa chuyển đến trường trung học Lệnh Ấp. Ban đầu mọi người trong lớp rất chào đón Hạ Mộng, còn tổ chức một buổi tiệc nhỏ và viết bản chào mừng cô bé. Thế nhưng sau đó quỷ lớp đột nhiên bị ai đó lấy đi và được tìm thấy trong tủ đồ của Hạ Mộng. Mọi người sẽ lập tức thay đổi thái độ và trở nên lạnh nhạt với cô bé. Kết quả là Hạ Mộng bị cô lập trong chính lớp học của mình. Còn về nhân vật chính Lý Hướng Phạm, cậu ta vốn là bạn thân của Hạ Mộng. Thế nhưng sau khi Hạ Mộng bị nghi là ăn cắp, Lý Hướng Phạm không dám đứng ra bên vực mà lựa chọn ngó lơ. Điều này được khắc họa trong trò chơi thông qua việc nếu bạn lựa chọn đứng ra bên vực Hạ Mộng, trò chơi sẽ ngay lập tức kết thúc. Ngoài lý do đó thì nhà phát hành còn chia sẻ rằng họ cố tình làm như vậy để mang đến cho người chơi trải nghiệm chân thật nhất. Vì trong đời thực, nếu bạn đứng ra bên vực người bị bắt nạt thì khả năng cao bạn sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt tiếp theo. Lúc này chính bạn mới là người rơi vào tuyệt vọng. Quay về với cô bé Hạ Mộng, không lâu sau đó, vì không chịu nổi sự bắt nạt của các bạn cùng lớp và ánh nhìn hạ khắc của các giáo viên trong trường, Hạ Mộng đã lựa chọn nhảy lầu tự tử. Thế nhưng cái chết của cô bé không hề đổi lại được bất kỳ sự ân hận nào mà chỉ trở thành những câu chuyện để tán dóc vào giờ ra chơi của lũ bạn cùng lớp. Và câu chuyện trong Black Sheep có lẽ chính là hành trình trả lại sự công bằng cũng như cứu rỗi Hạ Mộng của Lý Hướng Phạm. Tuy đề tài bạo lực học đường không quá mới mẻ, nhưng Checkmate Studio lại lựa chọn một nước đi vô cùng táo bạo thông qua góc nhìn của những người ngoài cuộc. Trong trường học, phần lớn chúng ta sẽ vào vai cừu trắng như Lý Hướng Phạm, có cuộc sống bình thường, có một nhóm bạn riêng, có đủ quan hệ xã hội để không trở thành con mồi ngon của lũ bắt nạt. Khi nhìn thấy người khác bị bắt nạt, phần lớn nhóm cừu trắng sẽ nghĩ chuyện đó không liên quan đến mình. Thậm chí còn có tư tưởng là cái việc đó thì sẽ trái thật, nhưng bản thân lên tiếng làm gì để cho rách việc, rồi sẽ có ai đó đứng ra giải quyết thôi. Nghe hơi sai trái nhưng thực tế đó là một tâm lý vô cùng bình thường của bất kỳ cá nhân nào. Thời nay Lục Vân Tiên không còn phổ biến, nhỡ đâu xong vào can thiệp rồi bản thân cũng trở thành cừu đen thì sao? Ai biết được, đúng chứ? Chính vì điều đó, Black Sheep khiến cho người chơi rất dễ dàng nhập vai vào nhân vật Lý Hướng Phạm. Tuy nhiên, tên trò chơi lại là Black Sheep. Vậy nên nhân vật chúng ta cần quan tâm ở đây không phải là Lý Hướng Phạm mà chính là Hạ Mộng, nạn nhân trực tiếp của bạo lực học đường. Chúng ta sẽ thông qua góc nhìn của Lý Hướng Phạm để nhìn thấy bi kịch của Hạ Mộng. Nhưng có những chuyện, nếu không đặt bản thân vào vị trí và hoàn cảnh của người khác sẽ không thể nào hiểu được họ đã trải qua những gì.
Vậy nên dưới góc nhìn của Lý Hướng Phàm, người chơi chỉ có thể cảm nhận phần nào chứ không thể hiểu hết được nỗi đau mà Hạ Mộng phải chịu. Thế nhưng khi đổi sang góc nhìn của Hạ Mộng, ta sẽ thấy rất nhiều thứ mà Lý Hướng Phàm không thể nhìn thấy. Chẳng hạn như tiếng bàn tán rì rầm, những ánh mắt khinh miệt không thèm che giấu, cùng với áp lực tâm lý khi bị mọi người hiểu lầm thành kẻ ăn cắp tiền, là sự tuyệt vọng đến cùng cực, và lẫn với nỗi tủi nhục khi bản thân cố giải thích nhưng cũng không ai muốn nghe muốn hiểu. Đến cuối cùng, khi sự chịu đựng bị dồn nén đến cực hạn, chính là lúc cảm xúc gào thét đòi được giải thoát. Có người sẽ đi mua sắm để giải tỏa nỗi buồn, có người lựa chọn im lặng để từ từ gặm nhấm nỗi cô đơn. Có người sẽ tìm đến nơi vắng vẻ hát thật to cho vơi bớt đi sự bức bối của nỗi lòng. Nhưng cũng có người lựa chọn cách tệ nhất như Hạ Mộng trong game. Và một cậu bé ngoài đời thật mà thời gian trước mạng xã hội đã chia sẻ quá nhiều, tôi không muốn nhắc đến nữa. Có thể nói Blackship đã thành công mang đến cho người chơi những cảm xúc bế tắc của một người bị bạo lực học đường thông qua đồ họa và âm thanh được đầu tư vô cùng chỉnh chu. Với chúng ta thì áp lực đó chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi, nhưng với Hạ Mộng, cô bé đã phải chịu đựng suốt 3 tháng trước khi quyết định kết thúc cuộc đời mình. Nên theo tôi đó là một cách tệ, rất tệ. Nhưng tôi không nói việc cô bé làm là đúng hay sai, vì tôi có bị bắt nạt đâu mà biết cô bé đã phải chịu đựng những gì. Song song với điều đó, Black Sheep còn khắc họa hình ảnh trường học rất đổi quen thuộc, các nhóm bạn bè thân thiết với nhau, những nhóm học sinh côn đồ hay cả những giáo viên vốn không xứng làm cái nghề giáo cao quý ấy. Tất cả đã biến trường học vốn là một nơi để học tập vui chơi trở thành địa ngục. Trong mắt một người như Hạ Mộng, trường học đích thị là chốn địa ngục trần gian. Vậy nên Lý Hướng Phàm mới nhìn thấy khung cảnh trường học trở nên mục ruỗng dưới góc nhìn của Hạ Mộng. Các mối quan hệ trong Black Sheep xoay quanh ba nhân vật chủ chốt là cừu đen Hạ Mộng, sói và cừu trắng. Cừu trắng là những người vô tâm như lớp trưởng Lý Hướng Phàm và các bạn cùng lớp, còn sói chính là người đã hãm hại Hạ Mộng và biến cô thành cừu đen. Nếu nói Black Sheep là câu chuyện tìm sói trong nhóm cừu trắng như trò ma sói cũng không sai, nhưng rốt cuộc ai mới thực sự là sói trong câu chuyện này? Sói có thể giả vờ vô tội như cừu trắng, cừu trắng cũng có thể vô tội và bị đưa đẩy thành sói, đứng yên nhìn tội ác diễn ra thì có khác gì đồng phạm đâu. Chính điều này đã làm cho người chơi gặp khó khăn trong quá trình tìm ra con sói thật sự. Và chỉ có một người là sói lúc đầu, nhưng về sau thì không ai là hoàn toàn vô tội, kể cả Lý Hướng Phàm hay những giáo viên trong trường, bởi vì họ đều gián tiếp gây ra cái chết của Hạ Mộng. Để tiếp nối câu chuyện thì tiếp theo sẽ là thời lượng dành cho một tựa game mới trên một game. Còn rất là nhiều phần hay ở phía sau đấy.